Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 14 tháng 8 mà chúng tôi vừa cập nhật. Doanh nghiệp vay nợ gần 8 tỷ đô la Mỹ qua trái phiếu. Theo tin tức từ báo cáo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, VBMA, có 7 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8 năm 2024, tính đến ngày 9 tháng 8 năm 2024 được ghi nhận với tổng giá trị đạt 10.136 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 196.542 tỷ đồng, khoảng 7,8 tỷ đô la Mỹ, với 11 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11.773 tỷ đồng, chiếm 6% tổng giá trị phát hành và 187 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 184.769 tỷ đồng, chiếm 94%. Báo cáo cũng cho biết các doanh nghiệp đã mua lại 1.286 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 111.634 tỷ đồng, giảm 25,3% so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm khoảng 70,6% tổng giá trị mua lại trước hạn, tương ứng khoảng 78.769 tỷ đồng. Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 128.333 tỷ đồng. 41,6% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với khoảng 53.370 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với gần 19.098 tỷ đồng, chiếm 14,9%. Trong tuần, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trung bình ngày đạt 2.836 tỷ đồng, tăng 2% so với tuần trước. Các tổ chức phát hành có trái phiếu được giao dịch nhiều nhất là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam 2.897 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông 2.111 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Vinhomes 1.102 tỷ đồng. Thêm cổ phiếu ông lớn điện lực vào diện cắt ký quỹ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Theo đó, cổ phiếu NT2 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 vừa được cập nhật vào danh sách này. Lý do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 của NT2 là số âm. Trong quý 2, Điện Nhơn Trạch 2 dù báo lãi sau thuế 122 tỷ đồng song vẫn không thể giúp lợi nhuận bán niên chuyển dương. Công ty vẫn lỗ 36 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 378 tỷ đồng. Tại báo cáo soát xét bán niên năm 2024 vừa công bố, NT2 đạt doanh thu 2.447,9 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước và lỗ sau thuế gần 36 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 378 tỷ đồng. Như vậy, tính đến ngày 12 tháng 8, có tổng số 79 cổ phiếu đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên sàn HOSE. Một số cổ phiếu đáng chú ý trong danh sách bị cắt margin có thể kể đến là HVN của Vietnam Airlines, ITA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, LDG của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, NAB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, NVT của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay. Lao động Việt tại khu vực động đất ở Nhật Bản cần chú ý gì? Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ thực tập sinh, người lao động đến làm việc tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở Nhật Bản. Cục yêu cầu các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại các tỉnh Miyazaki, Kochi, Kagoshima, Oita, Ehime và các khu vực duyên hải phía đông Nhật Bản nắm bắt tình hình, thống kê số lượng thực tập sinh, lao động bị ảnh hưởng, gặp khó khăn và hỗ trợ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Các doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với nghiệp đoàn quản lý, công ty tiếp nhận và các bên liên quan bám sát thông tin động đất và phương án ứng phó kịp thời từ công bố của cơ quan chức năng Nhật Bản. Ví dụ, tỉnh Miyazaki có lệnh cấm bơi lội, đóng cửa bờ biển. Người lao động có thể liên lạc số điện thoại khẩn cấp tại Nhật Bản của Ban Quản lý Lao động là cộng 817-0147-96888 hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo là cộng 818-0359-09136. Cơ quan chức năng Nhật Bản cảnh báo những dư chấn lớn có thể xảy ra nên người lao động cần chủ động cố định đồ đạc, xác định nơi lánh nạn và đường đi lánh nạn, tích trữ nước cũng như xác định cách liên lạc với người thân, gia đình. Ukraine hé lộ lý do tấn công Nga. Ngày 13 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã thể hiện khả năng chủ động khi tiến hành tấn công vào lãnh thổ vùng Kursk của Nga.
Ông nói trong bài phát biểu vào mỗi tối, chúng tôi đã một lần nữa chứng minh rằng trong mọi tình huống, người Ukraine có thể đạt được mục tiêu của mình, bảo vệ lợi ích và nền độc lập của mình. Cùng ngày, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho rằng Nga cần phải bị buộc tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình vì Moscow sẽ không tự nguyện làm như vậy. Ông Podolyak nhấn mạnh một trong những biện pháp ép buộc là hành động trên chiến trường, ám chỉ đến cuộc tấn công xuyên biên giới chưa từng có của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga. Ngày 13 tháng 8, Ukraine tuyên bố đã kiểm soát 74 khu định cư ở vùng Kursk và đã tiến thêm 1-3 km trong 24 giờ qua. Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Laurinas Kasyunas cũng cho biết Nga đang điều quân từ vùng Kaliningrad đến khu vực Kursk. Mỹ phê duyệt gói vũ khí gần 20 tỷ đô la Mỹ cho Israel, gồm chiến đấu cơ. Theo Lầu Năm Góc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chấp thuận khả năng bán cho Israel các chiến đấu cơ F-15 và thiết bị quân sự khác trị giá gần 20 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, các chiến đấu cơ F-15 sẽ mất nhiều năm để sản xuất và giao hàng. Mỹ tiếp tục ủng hộ đồng minh Israel trong những căng thẳng ở Trung Đông. Cùng với việc chấp thuận cung cấp vũ khí cho Israel, Washington cũng đã cố gắng sắp xếp một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza nhằm ngăn chặn một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông. Căng thẳng giữa Israel với Iran, lực lượng Hamas tại dải Gaza và lực lượng Hezbollah tại Lebanon đã leo thang sau khi hai thủ lĩnh của hai nhóm này bị ám sát. Iran, nhóm Hamas và Hezbollah đã cáo buộc Israel thực hiện vụ việc, đồng thời tuyên bố sẽ trả thù. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ.